Nếu như trong một bữa nhậu mà ông là tâm không, ông không nhậu, ông leo lên cành cây, ông nhìn xuống dưới. Thằng nào ăn tham, thằng nào thích hốc rượu, thằng nào thích hốc đùi gà, ông nhìn qua lúc ông có biết không? Biết. Vì tâm của ông là tâm gì? Tâm không. Nhưng nếu tâm của ông là tâm có, ông nhảy vào ông hốc, alo xô với nó, một lúc ngẩng mặt lên có nhận ra thằng nào thích ăn cái gì không? Thì ông đang lăn trôi trong dòng đời, chứ ông không phải là quan sát dòng đời. Cái đó nó gọi là tỉnh thức. Ví dụ, khi tôi đang cáu giận với một ai đó, mà tôi để ta bằng tâm ta, thì tôi bị lăn trôi trong cuộc cãi nhau. Nhưng tôi để cái tâm của tôi, nó khó chịu thế nào kệ nó, và cái ta nó gì? Leo lên cây. Nó tách ra ấy, để nó quan sát cái tâm mình biến động. Thì mình hiểu tâm của mình đang biến động kiểu gì và tâm của thằng kia đang biến động kiểu gì. Người ta gọi là tỉnh thức. Chứ không phải tỉnh thức là mắt mở náu liên đâu. Cái nhà hiểu hiểu này không ạ? Nhưng mà hơi nóng. Hơi nóng. Cũng gọi là tỉnh thức. Tôi nóng, tôi biết tôi nóng. Cái nhà hình dung không? Vậy thì cậu cũng giống như trong... trong cái 12 nhân duyên, 12 nhân duyên thì ở đây là bệnh tử đúng không cả nhà? Bệnh tử. Xong rồi vô minh. Vô minh thì sinh hành. Hành thì dùng cái tâm thức để đi gì ạ? Tâm thức, dùng tâm thức này để đi tái sinh. Thế mà trong cái bát thức tâm vương thì chúng ta thấy là cái A lại ra thức là cái đi tái sinh. Đúng không? Vậy thì nó có liên quan gì cái chỗ này không? Cả nhà có đặt câu hỏi này không? Thế thì tôi mới phân tích thế này để cả nhà hình dung. Thứ nhất là đứng về góc nhìn từ bé nhất, từ lượng tử mà đi ra vật chất, thì cái hàm lượng nhỏ nhất, tinh tế nhất trong mỗi một cái con người thì nó có hàm lượng tham, sân, si, mạn, nghi. Và tổng hợp cái tham, sân, si, mạn, nghi này lại thì ông Phật gọi chung cái này là vô minh, có đúng không? Nhưng từ tham, sân, si, mạn, nghi này thì chú tạo ra ba thói quen. Thói quen muốn, thói quen nghĩ và thói quen làm. Ba thói quen này đóng hộp lại với nhau thì mình gọi là tâm thức, có đúng không ạ? Nhưng mà từ cái muốn, nghĩ, làm thì nó sẽ tái sinh vào hoàn cảnh. Và muốn đi vào hoàn cảnh nào thì cái này nó gọi là hành, tức là cái phương tiện để đi đến hoàn cảnh nào nó gọi là hành. Vậy A lại ra thức nó chính là cả ba phần là vô minh, hành và tâm thức. Trong đó vô minh là chất liệu để tạo nên cái gì ạ? Tâm thức. Nhưng vì còn tham, sân, si, mạn, nghi nên chúng còn muốn đi tái sinh. Và phương tiện tái sinh là tâm thức. Hiểu cái này không? Và trong cuộc đời này mọi thứ gốc nó từ tham, sân, si, mạn, nghi. Đây nha. Tiếp tục. Phân tích vào kinh doanh dễ hiểu hơn vì các cụ liên quan đến tiền. Cũng là thói quen muốn đấy. Vậy Tôi muốn may cái áo cho ai, có đúng không? Thì bắt đầu tôi phải phân tích cái hàm lượng tham, sân, si, mạn, nghi, đúng không? Cái thói quen tham này thì nói, hay chúng ta hay nói về
giá. Thói quen sân này chúng ta hay nói về chất lượng dịch vụ. Nếu mà cứ khen nó, cứ động viên nó, cứ ngoan ngoãn với nó thì nó không gì sân. Thói quen si này nó gọi là thói quen tiêu dùng, nó gọi là trend của sản phẩm ấy, có đúng không? Thói quen mạn là muốn được tôn vinh, và thói quen nghi ngờ là kiểm tra hàng có tốt không, có đúng những thứ mày cam kết không, và cái này muốn cho nó hết nghi mình phải chứng minh, có đúng không? Muốn làm cho nó mạn, nó đủ oai thì phải liên quan đến giá cao và chất lượng phải bằng vàng bạc kim loại kim cương, có đúng không? Muốn tạo cho si mê nhưng mà kim cương cũng phải đúng chen, đúng không? Có thể làm hạt kim cương đính vào mũi giống con trâu, nhưng đấy là chen nên giờ nó thích trâu đính kim cương, nhưng mà vấn đề nó thích, kệ mẹ nó thôi nhé. Chứ mình đừng ngồi phán xét là tại sao kim cương đeo vào nỗ tai, nỗ tai chị em sao lại đổ vào đeo nỗ mũi, con đứa còn đeo vào nỗ lưỡi nữa kìa, mà thì kệ nó, bốn dĩ đời nó phải vậy không? Và không được thì nó gì sân, nhưng mà nó thích tất cả những thế này, nhưng lại muốn giá gì rẻ, ngon bồ rẻ, không? Vậy thì từ đây mình phải tạo ra cái áo. Nếu giải quyết cho thằng tham mà thích rẻ thì mình phải xác định giá bán trước, đúng không? Mình gọi là phân khúc khách hàng bán giá bao nhiêu. Và từ cái phân khúc khách hàng này thì từ ai thì nó sẽ trả lời ra cái này, thì mình bán giá bao nhiêu là vừa. Vậy thì thằng này nó hay dị ứng với cái gì, để từ đó mình mới xây trải nghiệm, đúng không? Thằng này nó gì ạ? Chen của bọn này nó là cái gì, đúng không? Rồi là gì ạ? Ngạo mạn. Thì với bọn này bây giờ chất liệu gì đối với nó là gì? Được gọi là thỏa mãn. Và nghi thì mình phải chứng minh cái gì trên truyền thông, trên quảng cáo. Vậy thì từ đây, trước khi đi quảng cáo là mình đã phải thiết kế cái áo cho đối tượng nào trước khi mà triển khai. Và cái phần này gọi là phần lý thuyết, có đúng không? Vậy thì cái hàm lượng gốc lớn nhất mà chúng ta phân tích một con người gọi là tham sân si mạn nghi. Và trong cái tầng bậc của tham sân si mạn nghi này thì chúng ta đưa gọi là chính là cái muốn của nó, đúng không? Ta gọi chung là cái gì? Cái muốn. Hay nói một trong kinh doanh người ta gọi là nhu cầu của khách gì? Khách hàng. Nhưng gọi là độ tham sân si mạn nghi của khách hàng thì nó chửi mình trước khi bán. Nên mình dùng một từ mỹ miều, mình gọi là gì? Nhu cầu của khách hàng. Cả nhà hiểu cái này không? Và đó là cái trò lừa đảo ngôn từ, thế mà có cái gì đâu. Nhưng mà nếu mình hiểu, nhưng mà chính vì vậy cho nên càng lớn mình càng bị phức tạp. Nhưng bản chất gốc của nó là cái gì? Hàm lượng tham sân si mạn nghi của cái phân khúc này. Cả nhà hiểu cái này không? Thì từ cái này thì mình mới phân tích được cái gì ạ? Nhu cầu. Từ nhu cầu thì mình mới make ra sản phẩm và cách gì? Cách bán. Và toàn bộ cái này nó gọi là marketing. Hiểu này em các cụ. Rồi tiếp tục, tôi lấy một ví dụ nữa để hiểu nó kỹ hơn. Cho nên là học đạo Phật là nó rộng khắp, chúng ta nhìn thấy tất cả mọi thứ. Tại sao chúng ta gọi vật chất là nhất thể? Mọi vật chất giống hệt nhau, chỉ có tính chất khác nhau thôi. Vì sao vậy? Tất cả vật chất đều tạo nên bởi 3 thành phần: 1 electron, 2 proton, 3 neutron. Proton với neutron này nó ghép lại với nhau, nó gọi là hạt nhân. Electron này nó gọi là điện tử. Và thằng hạt nhân này nằm ở nõi, electron nằm ở gì? Xung quanh, phân nhiều lớp, nó gọi là thù hình. Đấy, cả nhà hình dung không ạ? Vậy thì bản chất tất cả vật chất có giống nhau không? Cái áo, cái quần, cái loa, cái này, tất cả đều chung nhau. Nó là nhất thể, nó làm từ cái hạt này. Cả nhà hiểu này không ạ? Và các hạt này ghép lại với nhau thì nó gọi là nguyên tử, đúng không? Nhưng số lượng electron, proton, neutron ghép và nhạ lại với nhau hàm lượng khác nhau thì nó gọi là nguyên tử của chất nào đó.
đúng không? Ví dụ sắt là 56, sắt là 56 thì có 56 electron, 56 proton. Đấy, ví dụ như vậy. Đồng là mấy nhỉ? Đồng là 64. Natri là 1, hydro 1. Đấy, ví dụ vậy. Còn natri 23. Đúng không? Ví dụ vậy, nhôm 27. Thì cái này nó như vậy, số lượng ghép khác nhau thì nó tạo ra chất khác nhau. Vậy thì vốn dĩ con người mình nhìn bên ngoài là khác nhau, nhưng bản chất chúng ta đều cấu trúc từ hàm lượng tham, sân, si, mạn, nghi. Và cái đấy đóng gói nó gọi là tâm. Cho nên tâm sinh gì? Tướng. Hiểu hiểu cái này không? Tâm sinh tướng. Vậy thì bản chất tướng pháp của chúng ta khác nhau do hàm lượng tham, sân, si, mạn, nghi khác nhau mà thôi. Vậy thì bản chất chúng ta là nhất thể, đều cấu tạo từ các hạt tham, sân, si, mạn, nghi. Và ông Phật không có cấu tạo từ hàm lượng tham, sân, si, mạn, nghi. Cho nên tâm của ông bằng tâm gì? Tâm không. Cho nên ông ấy quan sát được hết mọi thứ. Tôi lấy ví dụ, nếu như trong một bữa nhậu mà ông là tâm không, ông không nhậu, ông leo lên cành cây, ông nhìn xuống dưới, thằng nào ăn tham, thằng nào thích hốc rượu, thằng nào thích hốc đùi gà, ông nhìn qua lúc ông có biết không? Biết. Vì tâm của ông là tâm gì? Tâm không. Nhưng nếu tâm của ông là tâm có, ông nhảy vào ông hốc alo xô với nó, một lúc ngẩng mặt lên có nhận ra thằng nào thích ăn cái gì không? Thì ông đang lăn trôi trong dòng đời, chứ ông không phải là quan sát dòng đời. Cái đó nó gọi là tỉnh thức. Ví dụ khi tôi đang cáu giận với một ai đó mà tôi để ta bằng tâm ta, thì tôi bị lăn trôi trong cuộc cãi nhau. Nhưng tôi để cái tâm của tôi nó khó chịu thế nào kệ nó, và cái ta nó gì? Leo lên cây. Nó tách ra ấy, để nó quan sát cái tâm mình biến động, thì mình hiểu tâm của mình đang biến động kiểu gì và tâm của thằng kia đang biến động kiểu gì. Người ta gọi là tỉnh thức. Chứ không phải tỉnh thức là mắt mở náo liên đâu. Cái nhà hiểu yếu này không ạ? Nhưng mà hơi nóng. Hơi nóng. Cũng gọi là tỉnh thức. Tôi nóng, tôi biết tôi nóng. Cái nhà hình dung không? Vậy thì cũng giống như trong kinh doanh điều hành. Nếu đầu ông mà đút vào một phòng, ông lăn trôi, ông làm việc với nhân viên của một phòng, thì mấy phòng kia đứa nào tốt, đứa nào xấu, đứa nào làm được, đứa nào không, mình có quan sát được không? Không. Bởi vì đầu mình cắm vào đít mình chổng ra, cho nên tôi gọi là điều hành bằng đít, chứ không phải điều hành bằng đầu. Vậy thì dẫn tới là mình dễ dàng, mình không thể biết được toàn bộ công ty mình. Nhưng nếu anh rảnh rang, anh đứng ở trên và anh quan sát mọi người làm việc, thì anh sẽ nhận ra toàn bộ đứa nào làm được, đứa nào không, đứa nào có tính cách gì ra làm sao. Thì cuộc chơi đấy anh mới là nhà gì ạ? Anh mới là nhà, tôi gọi như chúa ấy, là anh là nhà gì ạ? Thiết kế cái công ty. Còn nếu không, anh chỉ là nhà gì ạ? Vận hành lăn trôi vào công ty thôi. Cho nên anh không thể làm chủ tịch được. Các ngành dung này không? Vậy thì đến đây bản chất từ nguyên tử, phân tử này khác nhau, cho nên nó tạo ra chất gì? Các nguyên tử ghép lại nó gọi là phân tử. Nhiều phân tử ghép lại với nhau nó gọi là chất. Và mỗi chất nó có tính chất gì? Hóa học và vật lý gì? Khác nhau. Mà chúng ta hay gọi là hóa học và vật lý khác nhau, chúng ta gọi là hành, thói quen muốn. Cả nhà hiểu này không? Ví dụ nhôm vất vào axit là gì? Phản ứng. Những oxy vất vào axit là không phản ứng. Ví dụ như mình là nam giới, chất liệu nam giới vứt vào nữ giới là gì? Phản ứng. Nữ giới vứt vào nữ giới là gì? Đồng hành, không phản ứng, gắn kết. Có phải không? Mà phản ứng là nó sinh ra một chất khác, gọi là con. Tức là mọi thứ nó đều nhất thể nhá. Thế tôi phân tích cái này có hiểu được không ạ? Vậy thì nó quay lại ba cái này chính là hàm lượng này, gọi là A lại giả thức. Vậy thì A lại giả thức nó chứa cả cái gì ạ? Tâm thức chứa cả gì? Cái muốn hành ở cảnh giới nào, đi đến cảnh giới nào, và cái gì? Cái vô minh. Vậy hàm lượng vô minh tức là
tất cả chúng ta đều được cấu trúc bởi tham, sân, si, mạn, nghi. Nó gọi là chất liệu gì? Gốc. Tất cả các cái áo này đều sản xuất từ vải. Nó gọi là chất liệu gốc. Tất cả chúng ta tư duy đều dùng hình ảnh để tư duy. Nó gọi là chất liệu gốc. Cho nên chú nào không có trải nghiệm, khi mô tả chú không tưởng tượng ra được. Bây giờ tôi chỉ nói thế này nhé. Các anh chị hãy tưởng tượng khi đến chùa, bước chân vào chùa, chúng ta nhìn thấy một ban thờ to, ở chính giữa là Phật A Di Đà. Ông to, cao, béo, và ở giữa ngực đóng chữ vạn. Nào, khi tôi nói vậy trong não mọi người có hình dung không? Bắt đầu hình ảnh nó về không? Vậy thì chất liệu của tư duy bằng cái gì? Hình ảnh. Vậy thì chú nào chưa từng đến chùa thì tôi mô tả có hiểu không? Không, không. Không hiểu. Cho nên bắt buộc con người ta phải mượn hồng trần đến lăn trôi, xong nó mới có hình ảnh. Có hình ảnh mới có chất liệu để tư duy. Vậy thì muốn may cái áo thì chất liệu của cái áo là gì? Vải. Muốn có nhiều tư duy thì chất liệu là gì? Hình ảnh, trải nghiệm. Các nhà hiểu này không? Vậy chứ chúng ta phải tu chứ. Đấy là lý do chúng ta phải lăn lộn ở hồng trần đấy chứ. Không lấy đâu ra. Rồi, vậy thì hàm lượng tham sân si mạn nghi là chất liệu để tạo nên cái muốn. Có đúng không? Ba cái muốn đóng gói lại với nhau gọi là gì? Tâm, thức. Có đúng không? Và cả cái đó đóng gói hết lại thì được gọi là gì? A lại ra thức. Có hiểu không? Và dùng cái gì đi tái sinh? A lại ra thức. Nhưng phang thẳng vào đây là A lại ra thức thì các chú có hiểu không? Không, nên Phật phải gì? Tách ra. Vậy cho nên nhiều ông sư không hiểu, cứ phân tích A lại ra thức riêng, mấy cái này riêng. Nhưng mà thực ra A lại ra thức là bố, là cụ tổ của ba thằng này cộng lại. Hiểu hiểu cái này không các cụ? Chọn. Đấy. Vậy tương tự như vậy, khi phân tích khách hàng là chúng ta phải xác định bán khách hàng cho đối tượng nào. Và mình hiểu, thứ nhất là lòng tham của nó, là nó muốn giá bao nhiêu thì nó sẵn sàng chi trả, thì nó ra được định giá. Có đúng không? Rồi sinh ra gì ạ? Chất liệu gì ở trong đó để thỏa mãn gì? Si mê, ngạo mạn. Đúng không? Của nó thì nó sẽ mua sản phẩm này. Và cách bán hàng kiểu gì để phù hợp với thói quen mua bán của nó, để nó không sân. Ví dụ thằng ngạo mạn thì khi đi mua hàng, nó thích bọn bán hàng làm sao? Tôn vinh nó. Thằng ở vòng vật chất thích rẻ, thì khi vừa đến thấy phụ nữ đẹp tôn vinh nó liên tục thì nó khiếp, nó về. Vì nó sợ gì? Đạt. Có đúng không? Xong đến gì? Nghi ngờ. Thì cái hàm lượng nghi, mà nguyên tắc càng ngu thì nghi càng gì? Càng cao. Cho nên bán hàng cho thằng nghèo vô cùng khổ, giá rẻ, đúng không? Mà lại muốn gì? Ngon. Nhưng sướng nhất là không phải tôn vinh nó. Không cần tôn vinh, càng tôn vinh nó càng khiếp nhá. Sướng nhất không phải tôn vinh nó. Nhưng nó lại gì? Đa nghi. Và thường nó ra quyết định gì? Chậm. Nhưng ngược lại, bọn tà giáo bán hàng cho người nghèo lại cực sướng. Vì lòng tham nó gì? Lớn. Chỉ cần vẽ ra cái lợi ích lớn và phải bỏ ra nhỏ thì ngay lập tức nó mua luôn. Nó nhắm mắt nhắm mũi nó mua, nó không cần kiểm tra nhé. Cả nhà hiểu hiểu này chưa? Cho nên nó mới sinh ra người nghèo với hay bị lừa, chứ thằng giàu khó lừa lắm. Thằng giàu thì luôn luôn là không bao giờ nó tin có hàng tốt mà rẻ. Còn thằng nghèo luôn luôn tin rằng trong cuộc đời này có cái loại mà tốt mà rẻ, không làm mà có ăn, may ra thì vẫn được. Và nắm bắt cơ hội nhanh thì vẫn trúng. Thực ra con voi mà nó đi trong rừng thì không lúc nào là mối đe dọa, mà lúc nào cũng là cơ hội. Bởi vì nó là gì ạ? Loại mạnh nhất ở trong rừng. Vậy thì có khi nào nó hết cơ hội không? Không. Nhưng đã là con kiến, con hươu, con nai
thì vớ được cái gì phải vồ thật nhanh, bởi vì không thằng hổ nó đến là không vồ được. Cho nên chú phải làm chụp giật. Vì vậy có hai cách, một là biến mình thành hổ, và hai tiếp tục là con nai và gì, chụp giật hết. Hiểu cái nào? Cho nên thằng nào nói là em chỉ có đúng cơ hội này thôi thì có nghĩa mày là con gì, nai. Còn con hổ nó bảo gì, kệ mẹ nó thiếu gì cơ hội. Tao cứ ngủ nốt xong tí tao bước chân ra, thằng nào chả là cơ hội của tao. Các nhà hiểu này không? Đấy. Vậy thì chỉ cần nghe giọng một thằng nó nói, mình biết nó là cái tầng nào. Đơn giản đấy mà. Được chưa? Được đoạn này chưa các cụ? Vậy chúng ta hiểu A Lại gia thức nó bao gồm gì? Vậy tóm lại, nhìn từ ngoài vào trong, A Lại gia thức bao gồm cả hàm lượng vô minh, cái phương tiện hành và phương tiện tái sinh là tâm thức. Đúng không? Nhìn từ ngoài vào. Và bên ngay sát với A Lại gia thức chính là tâm, tâm thức. Trong tâm thức thì chứa đóng gói ba cái gì? Ba cái muốn. Trong mỗi cái muốn khác nhau thì nó có cái chất liệu của nó là gì? Tham sân si mạn nghi khác nhau. Hiểu cái này không ạ? Và để nói cho người đời dễ hiểu thì hàm lượng tham sân si mạn nghi khác nhau thì người ta chia làm 6 tầng tâm thức để các cụ dễ hiểu, dễ nhận diện. Nó là gọi tên cho dễ nhận diện. Ví dụ như bác sĩ nó phải gọi là 80 đến huyết áp 80 đến 120 gọi là bình thường, 100 đến 140 gọi là cao, đúng không? 120 đến 160 gọi là cận tử. Và 160 đến 200 là gì? Đai. Bắt buộc nó phải chia vậy. Có đúng không các ngài? Và nó gọi là cái tên ra được cái cấp độ để nhận diện. Vậy thì tâm thức của mình bản chất là do chúng ta tự đặt tên để nhận diện cấp độ cho nó gì? Dễ.